Sự kiện trao chứng nhận công trình xanh cho nhà thờ Istilan diễn ra sau đợt trùng tu kéo dài 2 năm qua. Nhà thờ Istilan được cải tạo dựa theo tiêu chuẩn thân thiện với môi trường, giảm đáng kể lượng khí thải carbon. Theo đó, nhà thờ Istilan đã được lắp đặt thêm các tấm pin mặt trời, hệ thống xử lý, tái chế nước và các vòi nước lưu lượng thấp, hệ thống đèn, tường bao quanh và các mái nhà tiết kiệm năng lượng, đồng thời đo năng lượng thông minh. Nhờ đó, nhà thờ đang tiết kiệm được 23% năng lượng và giảm 36% lượng nước tiêu thụ. Hoàn thành việc xây dựng từ năm 1978, Istilan được biết đến như một thánh đường Hồi giáo lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ ba thế giới. Nhà thờ có sức chứa 250.000 người, nhưng trong thời gian đại dịch, Indonesia hạn chế công suất 100.000 tín đồ Hồi giáo mỗi buổi cầu nguyện và nghe giảng đạo.